Chào mừng các bạn đến với podcast của Cardano.vn. Đây là podcast số 191. Hôm nay, ngày 28 tháng 7 năm 2023. Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài Khám phá tương lai của hợp đồng thông minh với Malawi Sự ra đời của Malawi trên mạng chính Cardano báo trước một IPO e mới trong hệ sinh thái blockchain. Sau khi kiểm tra thành công Maloqi sẽ mang đến cho cộng đồng toàn cầu những người dùng sớm cơ hội chưa từng có để khám phá và thử nghiệm các khả năng bảo mật cao của mình. Là một bộ công cụ mạnh mẽ, Maloqi mang đến cho các nhà phát triển các giải pháp thân thiện với người dùng để tạo, thử nghiệm, triển khai và kiếm tiền từ các hợp đồng thông minh an toàn một cách dễ dàng, bằng cách khai thác toàn bộ tiềm năng của các ứng dụng phi tập trung để áp. Malawi thúc đẩy một môi trường đang phát triển cho sự đổi mới và sự tham gia của người dùng. Việc Malawi được triển khai trên mạng chính các Dano là một thời điểm mang tính bước ngoặt, cung cấp một ngôn ngữ dành riêng ngành kết hợp nền tảng dựa trên web để tạo và mô phỏng trực quan các hợp đồng thông minh. Tập trung vào việc đơn giản hóa quá trình xây dựng hợp đồng thông minh, Malawi loại bỏ nhu cầu vật lộn với sự phức tạp của ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh. Sự đơn giản này kết hợp với các tính năng bảo mật mạnh mẽ kế thừa từ Plutus và các quy trình kiểm toán mở rộng. Đảm bảo rằng các hợp đồng thông minh được xây dựng với Malawi là an toàn và đáng tin cậy. Ngoài ra, việc bao gồm một trang web tài liệu toàn diện được cập nhật cung cấp cho các nhà phát triển các tài nguyên họ cần để sử dụng Malawi một cách đầy đủ. Với khả năng tương thích với JavaScript, TypeScript và Haskell. Malawi cung cấp cho các nhà phát triển một môi trường quen thuộc và trực quan để tạo hợp đồng và khả năng thể hiện hợp đồng trên các chuỗi dựa trên tài khoản và mô hình kế toán eutxo nhấn mạnh thêm tính linh hoạt và tiềm năng của Malawi hiểu về Malawi về cốt lõi Malawi là một ngôn ngữ dành riêng cho lĩnh vực tài chính dsl được thiết kế dành riêng cho việc xây dựng và chạy các hợp đồng thông minh tính trực giác và sự đơn giản của malawi khiến nó khác biệt với các đối tác của nó người dùng không cần phải hiểu sự phức tạp của lập trình hoặc các sắc thái kỹ thuật của dsl để sử dụng malawi một cách hiệu quả được thiết kế từ đầu cho khả năng truy cập malawi loại bỏ sự phức tạp của các ngôn ngữ hợp đồng thông minh giúp các nhà phát triển có thể tập trung vào việc tạo thử nghiệm và triển khai các hợp đồng thông minh một cách an toàn và dễ dàng Khám phá sức mạnh của Malowi. Malowi là một sản phẩm mạnh mẽ bổ sung giá trị đáng kể cho hệ sinh thái các dano và cộng đồng block trên rộng lớn hơn. Sức mạnh của Malowi nằm ở tính đơn giản và tính linh hoạt của nó, cho phép các nhà phát triển xây dựng hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cùng với khả năng tích hợp liền mạch với đề áp và nền tảng, bộ công cụ của Malowi thúc đẩy một môi trường nơi các nhà phát triển có thể đổi mới và xây dựng một cách tự do khi malawi phát triển kế hoạch là hình thành quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp bên thứ ba giúp việc triển khai và chạy các hợp đồng thông minh thông qua công cụ mã thấp trở nên dễ dàng hơn các tính năng chính của malawi việc triển khai malawi trên mạng chính được trang bị một bộ tính năng mạnh mẽ được thiết kế để nâng cao trải nghiệm người dùng trọng tâm của malawi là ngôn ngữ malawi là công cụ nền tảng để tạo hợp đồng thông minh Malawi Playground. Một tính năng quan trọng khác là một nền tảng tương tác để thử nghiệm và mô phỏng các hợp đồng thông minh trước khi triển khai. Runtime Malawi và API Runtime cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ để quản lý các hợp đồng Malawi trên block trên các Dano. Malawi CLI là giao diện dòng lệnh cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng Malawi. Để hỗ trợ những người mới, kho lưu trữ Malawi Starter Kit cung cấp các hướng dẫn và các tài nguyên hữu ích khác. Việc tích hợp với Demeter dân giúp đơn giản hóa việc truy cập vào các dịch vụ phụ trợ của Zan tham, trong khi trang web Malawi được cập nhật bao gồm một trang tài liệu mở rộng và tích hợp để dễ dàng tham khảo. Các tính năng này sẽ cùng nhau cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho các nhà phát triển để tận dụng tối đa tiềm năng của Malawi. Malawi Playground Malawi Playground là một bổ sung quan trọng cho kho công cụ của Malawi. Nó là một nền tảng tương tác cho phép các hợp đồng thông minh được thử nghiệm và mô phỏng trước khi triển khai. Tính năng này đảm bảo rằng mã hoạt động như dự định, nhấn mạnh vào logic quy trình của hợp đồng hơn là mã hợp đồng thực tế. Playground cũng cung cấp cho những người xây dựng hợp đồng khả năng mô phỏng hành vi của hợp đồng cho phép họ xem hợp đồng của họ phát triển như thế nào dựa trên các hành động khác nhau được thực hiện bởi những người tham gia. Bằng cách cung cấp thêm tùy chọn viết hợp đồng bằng Haskell, TypeScript hoặc Malawi, nó phục vụ cho nhiều chuyên môn của nhà phát triển. Đối với người mới bắt đầu, trình chỉnh, chỉnh sửa trực quan Blockly cung cấp một cách trực quan để viết và mô phỏng hành vi của hợp đồng, cung cấp tuyển chọn các mẫu dựng sẵn để khám phá và thử nghiệm. Mẫu hợp đồng trong Malawi để theo dõi nhanh quá trình tạo hợp đồng thông minh, Marlowe cung cấp một loạt các mẫu hợp đồng có thể tùy chỉnh, tái sử dụng và tạo sẵn. Các mẫu này cho phép người xây dựng hợp đồng bắt đầu tạo ngay lập tức mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Kho lưu trữ bộ công cụ khởi động Marlowe bao gồm 3 hợp đồng mẫu on trên trái phiếu không lãi suất, hợp đồng ký quỹ và hợp đồng hoán đổi, cùng với hướng dẫn thiết lập hệ sinh thái phù hợp để chạy chúng những ví dụ này đóng vai trò là điểm khởi đầu để các nhà phát triển hiểu các ứng dụng tiềm năng của malawi lăng tham malawi lăng tham malawi đóng vai trò là phần phụ trợ của ứng dụng để quản lý các hợp đồng malawi trên block trên các dano nó được thiết kế để cung cấp các api cấp cao dễ sử dụng và các dịch vụ phụ trợ hoàn chỉnh cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các giải pháp web 3 để app và doanh nghiệp bằng Malawi mà không cần điều phối thủ công quy trình công việc phụ trợ. Về cơ bản, lăn tham ánh xạ giữa mô hình khái niệm Malawi và mô hình sổ kế các Dano giúp người dùng dễ dàng theo dõi và truy vấn các hợp đồng Malawi on trên cũng như tạo các giao dịch Malawi. Các dịch vụ phụ trợ gian tham có thể được triển khai thông qua đóc ở tiện ích mở rộng gian tham được lưu trữ trên đám mây trong Demeter, run hoặc triển khai thủ công bằng cách sử dụng một bộ tệp thực thi gian tham mang đến cho nhà phát triển sự linh hoạt và dễ sử dụng. mở rộng tài liệu và hướng dẫn Malawi có một cổng tài liệu tích hợp được cập nhật và mở rộng rộng rãi, có thể truy cập thông qua một URL duy nhất trên trang web Malawi được cập nhật. kho lưu trữ thông tin này cung cấp rất nhiều ví dụ hướng dẫn bằng văn bản hướng dẫn bằng video và tài liệu về các công cụ dành cho nhà phát triển malawi từ các tùy chọn triển khai đến tài nguyên dành cho nhà phát triển trang tài liệu cung cấp tất cả các hướng dẫn cần thiết để điều hướng thành công hệ sinh thái của malawi nó phục vụ như một nguồn tài nguyên duy nhất dành cho các nhà phát triển muốn tìm hiểu thêm về malawi và cách tận dụng hết tiềm năng của nó hơn nữa nó cung cấp một nền tảng để người dùng liên hệ với nhóm malawi về các câu hỏi hỗ trợ và phản hồi củng cố cam kết của malawi đối với cộng đồng người dùng của mình bảo vệ hợp đồng thông minh với malawi an toàn và bảo mật là nguyên lý cơ bản trong thiết kế của malawi lưu ý đến tính phức tạp và tính chất quan trọng của hợp đồng thông minh nhận thức được những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra do lỗi hoặc sai sót trong quá trình mã hóa hợp đồng thông minh Malawi đã được thiết kế tỉ mỉ để ưu tiên sự an toàn nó khai thác sức mạnh và các tính năng bảo mật của perlertert với các biện pháp an toàn bổ sung để đảm bảo trải nghiệm hợp đồng thông minh an toàn với các cuộc kiểm tra tĩnh và động được thực hiện bởi cả input output global iog và một công ty bên ngoài Malawi giảm đáng kể nhu cầu kiểm tra hợp đồng riêng lẻ do đó tiết kiệm được thời gian và nguồn lực quý giá hơn nữa các hợp đồng Malawi có thể được lập mô hình bằng cách sử dụng tiêu chuẩn hợp nhất các loại hợp đồng thuật toán. Actus đảm bảo khả năng tương thích với bất kỳ thông số kỹ thuật hợp đồng tài chính được tiêu chuẩn hóa nào. Tính trực quan của Malawi Khả năng tương thích của Malawi với các ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, TypeScript và Haskell cung cấp cho các nhà phát triển một cách trực quan để tạo, tích hợp và triển khai các hợp đồng ngay lập tức tính trực quan của nó được khuếch đại hơn nữa bởi Malawi Playground, nơi cung cấp trình chỉnh, chỉnh sửa trực quan để viết và mô phỏng hành vi hợp đồng. Trình chỉnh, chỉnh sửa trực quan Blockly thân thiện với người dùng này cung cấp một cách tiếp cận đơn giản. Cho phép các thành phần hợp đồng được lắp ráp giống như các khối xây dựng, đảm bảo rằng chúng khớp chính xác vào đúng vị trí. Các trường hợp sử dụng đa dạng cho Malawi khuôn khổ Malawi mở ra cơ hội cho vô số trường hợp sử dụng tiềm năng trong nhiều ngành và bản thân ngành blockchain. Mặc dù phiên bản ban đầu được thiết kế chủ yếu cho các hợp đồng tài chính, nhưng thiết kế linh hoạt của Malawi cho phép nó được điều chỉnh cho nhiều loại hợp đồng khác, nâng cao khả năng ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho dù đó là khám phá thư viện hợp đồng hay đi sâu vào kho lưu trữ bộ công cụ dành cho người mới bắt đầu của Malawi chẳng hạn, phạm vi rộng lớn của các ứng dụng tiềm năng cho thấy khả năng của malawi trong việc hỗ trợ một loạt các trường hợp sử dụng rộng lớn và đa dạng diễn đạt trong malawi tính diễn đạt của malawi nằm ở khả năng trình bày rõ ràng các hợp đồng không chỉ trên các chuỗi dựa trên tài khoản mà còn trên các mô hình kế toán eutxo bằng cách tận dụng mô hình eutxo của các dano malawi đạt được mức độ diễn đạt cao cho phép các nhà phát triển trình bày rõ ràng một loạt các điều khoản và điều kiện hợp đồng. Tính diễn đạt này trao quyền cho các nhà phát triển đổi mới và thiết kế các hợp đồng thông minh đáp ứng nhiều nhu cầu và script, nhấn mạnh tính linh hoạt và tiềm năng của Malawi. Tương lai của Malawi Hành trình của Malawi chỉ mới bắt đầu, nhưng tiềm năng cách mạng hóa bối cảnh hợp đồng thông minh của nó là vô cùng lớn. Với sự ra mắt của Malawi trên mạng chính các Dano, các nhà phát triển hiện có bộ công cụ mạnh mẽ, trực quan và an toàn theo ý của họ để tạo và xây dựng hợp đồng thông minh một cách dễ dàng. Khi Malawi tiếp tục phát triển và trưởng thành, nó hứa hẹn sẽ nâng cao giá trị không chỉ cho cộng đồng nhà phát triển mà còn cho hệ sinh thái các đa nô rộng lớn hơn. Với Malawi, sự phức tạp của việc tạo và triển khai các hợp đồng thông minh không còn là trở ngại mà là cơ hội để đổi mới và phát triển các bạn vừa nghe xong podcast số 191 của kênh cácdano.vn với nội dung Khám phá tương lai của hợp đồng thông minh với Malawi. Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký, chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo.